Cảm ơn xin đón chào mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Không hiểu lý do vì sao mà đạo diễn, biên tập cho đến quay phim, tất cả mọi người đều giấu tên khách mời đặc biệt ngày hôm nay sẽ là nghệ sĩ tham gia vào chương trình này. Mà đoán chắc chắn là đây là một người có mối quan hệ khá là thân thiết với Hoàng Rapper nên mọi người muốn giấu tên đây mà. Và bây giờ xin mời quý vị chờ đón xem nhân vật nghệ sĩ ngày hôm nay sẽ đến đây giao lưu và đặc biệt là nhận lấy rất nhiều phần quà về ẩm thực của hai fan hâm mộ là ai nào. Xin mời nghệ sĩ chúng tôi. Xin mời. À, trời. Tử Thanh. Chào anh. Tử Vi. Dạ. Chào Tử Vi, trời lâu quá mới gặp em. Ôi, thấy chồng xong, rồi sinh con xong càng ngày càng đẹp xuất sắc luôn nha. Dạ. Trời bữa nay đi hai con chồng đi cùng mà. Ủa? Opa Tết? À? Dạ. Oh. Không xã em. Yeah. Ủa, bên đây Văn Anh cũng hộ tống bà xã đi có, hả? Có, cứ khen tiếp đi có sao đâu. Hồi quá nãy giờ anh Diệu nói lỡ là thả thính gì vậy ta? Đâu có. Không khen rồi không? Anh nói sự thật thôi. Nè, bên đây cũng thấy thế mà. Quá, nuôi vợ khéo dễ sợ luôn. Bay phục. Thôi bây giờ Văn Anh xuống hàng ghế khách mời để mình theo dõi chương trình đi. Ủa đâu có. Ủa, không? Sao kỳ vậy? Chơi chung mà. Chơi chung. Ủa ngồi ta. Tại vì luật chơi á, đến đây là mời có một nghệ sĩ thôi. À. Mà chẳng lẽ bên đây tới hai nghệ sĩ luôn hả? Tại lỡ lên đeo mi rồi cho nên là phải chơi thôi. Ồ thế à. Vậy không lỡ được. Vậy là một ngày rất là đặc biệt thưa quý vị. Chúng tôi được đón tiếp một cặp đôi rất là hoàn hảo, rất là dễ thương. Đó chính là Văn Anh và Tú Vi. Thôi không hai, chia cách hai vợ chồng nữa, hai chồng đứng vào đây. À, Văn Anh và Tú Vi. Ai là người thường xuyên vào bếp ở trong nhà mình nhất? Ai ta? Chà, nghe nụ cười là biết rồi. Là biết rồi. Văn Anh là một người mẫu đàn ông rất là đảm đang luôn, trung thủy nữa. Mà nấu ăn chắc ngon lắm Văn Anh ha. Thực ra Văn Anh là biết nấu ăn. Uh-huh. Không phải nấu quá ngon đâu, nhưng mà chỉ có lúc nào mà bất đắc dĩ lắm không ai nấu. Như kiểu thường có, bây giờ có sống với ngoại thì ngoại là chủ yếu là ngoại nấu, nhưng mà lúc nào ngoại đi đâu chơi hoặc là không ở nhà nấu thì Văn Anh sẽ nhảy vào nấu để Vi sẽ chăm con. Hay quá. Tú Vi thích món nào nhất mà Văn Anh tự tay nấu cho mình nào? Văn Anh làm món cơm chiên rất là ngon. Ừ. Với lại trứng đút thịt rất là ngon. Ồ, đó là những món ăn rất là quen thuộc đúng không nào? Nhưng ngày hôm nay chúng ta được fan hâm mộ nấu ăn nữa. Chưa biết, công thức chưa biết sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao của cả hai vợ chồng nào. Xin mời hai bạn. Ngay sau đây tại khu vực tủ lạnh của gian bếp rất là đẹp của chúng tôi, cả hai ngôi sao đó chính là Tú Vi và Văn Anh sẽ chia sẻ để chúng ta khám phá khẩu vị của họ như thế nào. Và trước khi mở cái tủ lạnh này ra, hãy cùng nhau gặp gỡ những fan hâm mộ đã đến đây để chia sẻ tình cảm của mình. Xin mời Văn Anh và Tú Vi chào đón hai bạn tên là Thu Thủy và Mỹ Thiện. Xin mời. Đây, đây là Thu Thủy. Hello. Đây Mỹ Thiện, tay bắt mặt mừng đi. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Hai bạn gái rất là xinh đẹp, rất là trẻ tuổi. Và không biết vì sao mà các bạn dành tình cảm rất là nhiều dành cho cặp đôi của chúng tôi là Tú Vi và Văn Anh à. Xin mời Thu Thủy. Em đã biết đến anh Văn Anh khi mà em còn rất là nhỏ và rất là ấn tượng với anh trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Lúc đấy là anh 17 tuổi đúng không anh? Đúng rồi, 17 tuổi. Lúc đấy anh đóng vai Vinh, rồi tóc anh bổ luống như này này, sau rồi anh có răng khểnh, sau anh ngồi anh đánh đàn, anh hát When You Say Nothing đó đúng không anh? Tử ha. Mình đã phim luôn đó. Mà Văn Anh hóa ra lại là một thời thanh xuân của Thu Thủy rồi, chứ. Anh chỉ là một phần thanh xuân của em. Anh chỉ là một phần thanh xuân của em. Cảm ơn em. Thế em có coi phim của chị không? Không, em có xem phim của chị. Nhưng mà chị đóng cái phim về âm nhạc ấy. Đấy, chị đóng cô giáo thôi. Dễ thương quá. Cảm ơn Thu Thủy, cảm ơn bạn. Quá hay, quá dễ thương, quá tự tin. Còn với Mỹ Thiện thì sao nào? Chắc em khác chị là em thích gái hơn. Là thích chị Tú Vi đúng không? Dạ, phải có người thích mình chứ. Tại vì hồi đó em còn nhỏ, em dưới quê á. Cái bộ phim Cổng Mặt Trời á. Mà đó em đem mắt kiến nữa, em đem mắt kiến. Cái xong cái mấy cô chú cứ trời ơi, giống con giống quá à, con giống giống cái chị đóng trong phim Cổng Mặt Trời quá. Tên Trà phải không hồ? Chị đẹp lắm. Thật sự là em thích cái bộ phim đó tới bây giờ. Là chắc là
Đó cũng là một cái bộ phim mà chị để nhiều cái ấn tượng và kỷ niệm với cuộc đời diễn xuất của chị nhất á. Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho cặp đôi Tú Vi và Văn Anh. Mà Tú Vi nè, có bao giờ mà bạn thấy được rất nhiều tình cảm của các fan nữ, các fan girl dành cho chồng mình mà trực tiếp công khai gì không? Thật sự thì rất là nhiều người thích Văn Anh, tại vì Văn Anh thì rất là dễ thương, nhẹ nhàng. Đúng cho vậy. Nên là nhiều người thích. Nhưng mà thổ lộ trực tiếp như vậy thì lần đầu tiên em được trải nghiệm. Thấy trong lòng thấy vui không? Dạ vui. Vui, láng giềng nói chuyện riêng với em nha. Nhưng mà rõ ràng phải là những fan hâm mộ chân chính theo dõi và đồng hành cùng với những thần tượng của mình thì mới có thể có được những tình cảm chân thật đến như vậy. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Nhưng mà đa số là chúng ta tìm hiểu về nghệ thuật, chưa biết rằng cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là cái gu ẩm thực của các hai anh chị như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh đầy điều bí mật bên trong. Xin mời cả nhà cùng mở ra. Wow. Quá nhiều nguyên vật liệu. Trời ơi, đầy đủ luôn á. Này, không biết 5 người mình ăn hết không trời? Hết. Đây là những món ăn để chúng ta tham khảo, đặc biệt là hai người chơi ngày hôm nay là bạn Thu Thủy và bạn Nguyễn Thiện. Hãy quan sát thật kỹ. Bên cạnh đó, hai vợ chồng Tú Vi và Văn Anh chỉ việc trả lời có hay không giúp Hoàng Rapper thôi với những câu hỏi sau đây. Trong đây có những món ăn mà cả hai bạn cùng thích hay không? Có. Trong đây có món ăn nào chỉ có một bạn thích và một bạn không thích không? Không, không có. Hình như là không. Đó, vậy là hai người cùng gu đó nha. Cùng thích hoặc là cùng không thích. Đúng rồi. Vậy là có món ăn cả hai đều ghét. Không phải là ghét mà là ít ăn á. Ít ăn, hoặc là không hợp khẩu vị, đúng không? Dạ, đúng. Nói rồi. Mà không có thì cũng phải ăn. Không đúng rồi. Mà hai vợ chồng trong đây thì hai vợ chồng thích động vật hơn hay thực vật hơn? Động vật. Anh thì cũng hay ăn thịt. Rồi hai bạn nhớ kỹ nha, nhìn kỹ nha. Rồi ok, chúng ta đóng tủ lạnh lại nào. Hai vợ chồng chia sẻ chút xíu về cái gu ẩm thực của mình, đặc biệt là mặn, ngọt, chua, cay, đắng, tất cả những hương vị đó thì hai vợ chồng thích những hương vị nào nhất? Riêng em á thì em thích những cái món mà chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt hoặc là mặn mặn ngọt ngọt. Nói chung là cái gì mà có ngọt ngọt là em sẽ thích, từ em người gốc miền Tây. Còn riêng Văn Anh thì thích những món gì mà Tú Vi nấu? Tú Vi nấu món rất là ngon. Mà đặc biệt lúc vui thì rất là ngon nữa. Là lúc vui ngon là món thịt kho. Thịt kho. Nãy giờ Harper đã cố tình hỏi một số câu để chúng ta khám phá xem khẩu vị và cái gu về ẩm thực của hai anh chị như thế nào, để lát nữa đây chúng ta sẽ vượt qua được thử thách đầu tiên. Và bây giờ xin mời cả nhà sẽ di chuyển đến dàn bếp. Xin mời. Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ của hai người chơi, đó chính là Thu Thủy và Mỹ Thiện. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết mình sẽ nấu món gì cả. Sẽ có hai món nguyên liệu chính và không biết là hai nguyên liệu chính đó là hai nguyên liệu gì. Bây giờ chúng ta đầu tiên sẽ phải giành lấy quyền ưu tiên được chọn một trong hai món này trước. Bởi vì chắc chắn một trong hai món này đúng với sở trường của cả hai bạn. Bây giờ đầu tiên sẽ là 60 giây dành cho hai bạn. Đằng sau lưng của Văn Anh và Tú Vi là một cái siêu thị nhỏ nhỏ. Các bạn chạy đến đây và cứ mỗi lượt đi như vậy được lấy một món. Và trong vòng 60 giây chờ đón xem những món nào mà chúng ta đem về gian bếp của mình nó hợp khẩu vị với cả hai vợ chồng nha. Chứ nếu chỉ hợp một người vẫn không tính, phải hợp khẩu vị cả hai vợ chồng. Thì ai có số lượng món ăn nguyên liệu nhiều hơn, người đó sẽ được chọn món nguyên liệu chính. Chuẩn bị nha. Văn Anh hô đi, 3, 2, 1 đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Yeah. Wow. Chà, bên này có vẻ... Cái gì đó có ăn được không vậy? Rồi bây giờ xin mời Văn Anh và Tú Vi mình qua bên chỗ của Thu Thủy trước nào. Mình có mấy món tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. Nhưng mà quan trọng là mình phải xác nhận xem có hợp khẩu vị với cả hai vợ chồng ngôi sao chúng ta không nha. Rồi bây giờ trong 6 món này thì Tú Vi sẽ thay mặt cho gia đình mình xác nhận xem mấy món trên 6 món là hợp khẩu vị với cả hai vợ chồng. Hợp khẩu vị với cả hai vợ chồng là có 2 món. Có hai món, đó là món nào nè? À, đây là món này với món này. Đúng rồi. Đó, thì không dịch thì đầu chương trình đó mà chúng ta để ý và nhớ những gì chia sẻ thì rõ ràng là hai vợ chồng đều thích món này. Và rau câu nữa. Ủa chứ mấy món này không? Không, món này mát này. Đó, à, em dạ? Thì không có khổ ăn khổ qua. Đúng rồi, bún thì thỉnh thoảng có. Ớt chuông là em rất sợ. Cái mùi của nó đúng không? Món nước thì... Em thích cơm hơn là... Em thích ăn khô nhiều hơn. Còn Văn Anh thì có thể là sẽ ăn được. Dạ hả? Và ngon thì Văn Anh sẽ thích. Cơm, đối với Văn Anh thì cơm hay phở đều ăn được hết đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Còn tàu hũ thì sao Văn Anh? Dễ ăn mà. Tàu hũ cũng dễ ăn, Vi cũng hay ăn nhưng mà phải chế biến. Nhưng mà chỉ có hai món thôi. Kiểu như không phải là thích
ăn được thôi chứ không có không chứ có thích. Không phải là thích lắm. Như vậy có hai món hợp khẩu vị với hai vợ chồng. Chúc mừng Thu Thủy. Yeah. Và bây giờ xin mời cả hai bạn Văn Anh và Tú Vi, chúng ta sẽ di chuyển qua gian bếp của bạn Mỹ Thiện. Trời đất ơi, cô này cũng nhỏ nhỏ mà cổ có chiến thuật riêng, là cô thấy món gì bự nhất là cô sẽ bưng, thậm chí cái tô không cũng như cái thao gì đó mà cũng muốn bưng luôn à. Cái này làm lẩu được rồi. Đây cũng nhiều đó chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 món. Nhưng mà Thu Thủy bên kia cứ yên tâm, lỡ như học không hợp khẩu vị nào là bạn vẫn thắng nhé. Thu Thủy đang có hai món hợp khẩu vị với hai vợ chồng của Văn Anh và Tú Vi. Bây giờ Văn Anh xác nhận xem mấy món trên 7 món này hợp khẩu vị với cả hai vợ chồng. Rau muống này. Rau muống nè. Rau muống là rất hay ăn này. Chả giò này, Vi cũng rất thích này. Chả giò, hai. Bún này là bún riêu đúng không? Bún riêu. Bún riêu Vi cũng rất khoái. Ủa vậy hả? Ba, có hấp. Trứng nữa. Trứng thì em ăn trứng chiên thôi, chứ trứng luộc không ăn mấy. Chỉ là trứng chiên thôi. Còn cơm gà số mỡ thì cơm gà số mỡ là đúng rồi. Trái cây mát mà. Trái cây thì cũng thích, nhưng cũng mà thích, nhưng mà trong này thì không phải là những trái mà thật sự thích. Không phải những trái mà mình thích hay ăn. Những trái mà các bạn hay ăn là những trái gì? Vì thế ăn dưa hấu. Như vậy là 7 món, trong đó có 3 món là hợp khẩu vị với hai vợ chồng. Chúc mừng bạn Mỹ Thiện. Yeah. Yeah, xuất sắc. Vậy là hơn một món so với bên Thu Thủy rồi nhé. Như vậy Mỹ Thiện, chúc mừng bạn. Bạn đã có quyền ưu tiên lựa chọn một trong hai món nguyên liệu chính ngày hôm nay. Chờ đón xem món nguyên liệu chính đó là gì. Trên tay Hoàng Rapper đó chính là hai nguyên liệu chính ngày hôm nay. Một, cá diêu hồng. Và hai là trứng gà. Mỹ Thiện, bạn đã xuất sắc giành lấy quyền ưu tiên để lựa chọn trong hai món này. Bạn chọn món nào? Trứng gà cho dễ đi, trứng gà chiên cái bẹp cái là xong rồi đó. Lúc đầu em cũng tính là chọn trứng gà, nhưng mà em thấy em lỡ lấy rau nhiều quá nên thôi em chọn cá diêu hồng. Nhưng mà số rau này chưa chắc em xài được thì sao? Em sẽ cho nó xài được. Nếu như đề bài lát nữa mà cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu phụ mà trong đó có rau á thì bạn quá may mắn. Cá diêu hồng, xin mời Văn Anh sẽ trao cá diêu hồng này cho bạn Mỹ Thiện. Xin mời Tú Vi. Đương nhiên phần trứng gà này sẽ thuộc về Thu Thủy. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Đó là nguyên liệu chính. Nhưng nguyên liệu phụ là gì đây? Chúng ta vẫn chưa biết công thức có khó khăn hay không. Và cả hai bạn có vượt qua thử thách một cách ngọt ngào hay không? Nếu như không vượt qua một cách hoàn hảo thì thông báo với Văn Anh và Tú Vi biết được rằng hai bạn sẽ phải chịu hình phạt thay cho fan hâm mộ của mình. Trời ơi, hai chồng rác chịu khó nghe. Dạ thôi cũng được. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với vòng tiếp theo được mang tên Tiếp sức thực phẩm. Và chúng ta đang quay trở lại với khẩu vị ngôi sao. Bây giờ sẽ là vòng thi được mang tên Tiếp sức thực phẩm. Đây sẽ là những phần để tiết lộ ra những nguyên liệu phụ nào sẽ phù hợp với món nguyên liệu chính mà cả hai người chơi là Thu Thủy và Mỹ Thiện đã lựa chọn. Bây giờ đầu tiên, Mỹ Thiện là người đã giành lấy quyền ưu tiên chọn nguyên liệu chính nên bạn có quyền thì trước. Và chúng tôi đã chọn Tú Vi vào vị trí sẵn sàng. Hãy cố gắng gợi ý bằng ngôn ngữ hình thể cũng như là lời nói của mình cho Tú Vi biết được rằng đề bài sau lưng cô ấy là món nguyên liệu tên gì. Nhưng lưu ý không được nói chạm vào từ khóa, nếu không bạn sẽ bị phạm quy. Sẵn sàng nhé. Chúng ta có 60 giây đầu tiên là để tương tác phần gợi ý và hỏi đáp. Và 30 giây cuối cùng là Tú Vi, em hãy chạy đến khu vực siêu thị nhỏ nhỏ và lấy những món đó. Cố gắng lên nha. Đã có rất nhiều kỷ lục đã được diễn ra là không đoán được món nào đó. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Cái mà mình hay ăn với lại nấu với nước á. Nấu nước thường hay ăn lắm, tất cả các món nước luôn. Nấu nước là cá. Rau hả? Không, cái loại mà nó gần cơm. Đúng rồi. Chưa đầy đủ nha. Còn cái gì nữa, nó mới lắm, nó trẻ lắm chị. Bún gạo. Không. Bún tươi. Đúng rồi. Đó, chính xác rồi. Một cái trái nó tròn tròn, ở trên nó có cái màu xanh. Ở bên trong nó có nhiều hộp, hộp cắt ra là đỏ lét luôn. Dạ, mặt con gái mình thích ăn lắm, đẹp da. Đẹp gà. Đúng rồi, đằng sau chữ cà chua. Dạ đúng rồi. Cái gì mà người ta hay kể là hãy sống như một người mà có cái vương miện trên đầu, ở bên trong bên ngoài thì gai góc mà bên trong thì ngọt ngào. Nó bên trong nó màu vàng nha, ở ngoài nó gai lắm chị, nó gai nó đâm là chết liền luôn á. Trời ơi. Sầu riêng. Không phải, cái đó hồ riêng không, cái đó là thơm. Dạ đúng rồi. Trời ơi, hay quá vậy. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Chưa đầy đủ nha. Cái từ trên miền Nam mình hay gọi. Khẩm thì thơm, khớp chứ. Cái thơm. Dạ đúng rồi, dạ đúng đó. Rồi. Hay quá. Cục nó nhỏ hơn, nó cùng họ với chanh. Ba. Nó nhỏ hơn. Tắc. Dạ đúng rồi. Hết 60 giây. Đúng rồi. Rồi, hết 60 giây rồi, 30 giây tiếp theo, chạy đi lấy nào. Cái gì? Trái tắc chứ thơm. Châu. Thơm, dưa hấu. Nè. Thí dụ trứng gà không tốt thì để chồng mình giúp đỡ tí. Cố lên chị ơi. Đu đủ. Cái gì? Dạ đúng rồi, hết giờ rồi. Đói. Đây nè. Còn 15 giây. Em có được giúp thần tượng của em không? Còn 15 giây. Dễ thương quá.
Rồi gì nữa? Quên thầy rồi. Thương. À đúng rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại đáp án nha. Bún tươi. Dạ đây. Đề bài thứ hai, cà chua. Thầy. Anh nể tốc độ nói của em lắm nha Thiện. Hồi nãy nhìn hiền hiền ha Văn Anh ha. Yeah. Lên thì cũng nói lia nói lịa, nói như bắn đại bác bắn tôi liền gì đó. Trời ơi, cổ tả cái gì mà từ bên trong đến bên ngoài tới cái hộp. Lá hồi qua tới chết thơm mới ghê nè. Mừng lại được không anh, mừng lại được không? Hợp lệ với cà chua. Và bây giờ sẽ là đề bài thứ ba. Đó, trái thơm. Cái này mới ghê nè. Hãy sống như một nữ hoàng. Đậu nước miệng. Ở ngoài có nhiều mắt. À mà ai đụng vô gai không, đâm vô chết luôn. Và bạn Tú Vi rất là thông minh, đoán nè, sầu riêng. Và bây giờ sẽ là đề bài thứ tư. Trái tắc. Khá khó nhưng mà Tú Vi cũng rất là tinh ý để đoán ra được. Nhưng quan trọng, cái khoảnh khắc bạn nói được đầy đủ hai chữ trái tắc thì lúc đó đã kết thúc 60 giây rồi. Nên trái tắc chúng tôi sẽ không tính. Vẫn còn một nguyên liệu phụ nữa, đó chính là rau để ăn lẩu. Đây là cái món cái mà như nhất. Là bạn Thiện đang mong chờ. Nên bây giờ Tú Vi à, hãy sẵn sàng tinh thần để có thể hưởng lấy hình phạt của mình, để giúp cho bạn Mỹ Thiện lấy được hai món nguyên liệu phụ còn lại. Lát nữa chờ đón xem chồng mình có bị phạt kinh không để nó vui okay. Hen. Nên bây giờ em hãy gây áp lực tâm lý cho đội đối thủ. Xin mời Văn Anh và Thu Thủy vào vị trí. Ok. Nào, gây áp lực tâm lý nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Lùn như, và có thì gọi là lùn như cây gì anh? Lùn ấy. Ê, không có nhắc nha. Không có nhắc, lặp lại thôi, lặp lại thôi. Không mượn nha. Cái loại này mà nó khô rồi mình ngâm vào nước, nó nở ra rồi mình cho vào nem ấy. Hai anh cho này. Nấm rồi, nấm gì anh? Nấm hương. Cái loại này cũng là cái cây đó mà nó meo meo meo. Nấm mèo á. Cái loại này là thịt lợn mà xay thật là nhuyễn nhuyễn rồi để làm mà mọc mọc cái loại thịt mà xay thật là nhuyễn, thịt lợn xay thật nhuyễn chân gì ấy. Chân kìa, nhìn người ta kìa. Chân gì ấy? Nhìn luôn cái em nhìn vậy ai dám nhìn. Mà không có chết. Giò. Không có chết, không có còn chết. Còn một từ nữa. À, không có chết. Giò mà không có chết. À giò mà không chết là giò sống. Yeah. hết giờ phần tiền thể của Việt Nam nhanh nhá. Là cắt này, rồi gì đó thì đó rồi. Đó giờ rồi, nhắc đi. Lấy đồ đi Văn Anh, đi chợ nào. Chà, căng à. Đây nó mọc nhĩ rồi đó. Có lấy đây không? Đó muốn kìa. Ồ, hình như có nấm đùi gà kìa. Đúng không ta? Ôi. Gà kìa, miếng kìa. 5, ba cái để rồi. Nè anh ơi. 3, 2, ê, ra cái đó vậy? Hết giờ. Ủa? Hả? Thôi em cứ để ăn đi. Gian. Lấy đại thôi. Vâng, anh cứ để đi. Biết cái này đâu có đâu. Chúng ta kiểm tra đại đáp án nào. Đề bài đầu tiên là nấm hương. Mình mất khá nhiều, hơn nửa thời lượng. Đúng rồi, bị mất cái này mất thời gian quá. Văn Anh nghĩ lùn là sẽ như cái gì? Lùn cái su hào. Anh cơm lùn như cây su hào ấy. Em không hiểu tại sao lại so sánh lùn như cây. Rồi, đề bài tiếp theo. Nấm mèo. Nấm mèo. Có chưa? Có rồi ạ. Đề bài tiếp theo. Giò sống. Hay quá. Chân em không chết là giò sống. Hay ha. Rồi tiếp tục nào. Tại đây là thua rồi. Su hào là mình đã hết thời gian rồi. Còn nữa không ạ? Cà rốt. Còn gì nữa mà miếng sợi. Như vậy bạn đang thiếu 3 món nguyên liệu phụ nha Thủy ơi. Wow, kỷ lục không bên đây nữa. Và Văn Anh, bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về người thứ ba đã xuất hiện trong gia đình của mình. Ok. Hãy sẵn sàng, không biết là hình phạt dành cho hai vợ chồng là gì đây. Quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng với thử thách đưa ra dành cho hai vợ chồng Tú Vi và Văn Anh. Trò chơi thử thách chúng ta được mang tên truy tìm 7 viên ngọc đồng. Nhiệm vụ của bạn Tú Vi là bạn sẽ dùng bàn tay xinh đẹp nhúng sâu vào bên trong, nhưng mà có những viên tròn tròn, đó chính là những viên ngọc rồng. Hãy cố gắng lấy lên, mỗi lượt lấy được lấy một viên, sau đó thả vào cái muỗng này đang được ngậm trên miệng của Văn Anh. Ngậm trên miệng nha. Sau đó Văn Anh chỉ được di chuyển ngậm cái muỗng đó và để vào trong mẹt ở gian bếp bên kia. À, sẵn sàng nha. Rồi. 7 viên trong vòng 60 giây thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Ráng đi gần. Ôi dồi, cái gì đang đang có đâu vậy? Ôi. Trời, tự nhiên nó lòi râu ghê vậy. Đấy, được một viên ngọc rồng rồi kìa. Rồi đi. Rồi tìm đi em. Thấy có đuôi kìa. Trời ơi, nó lúc. Cái gì vậy? Mấy cái gì đó. Ghê mềm mềm. Như con rắn gì đó. Hai viên rồi, ráng lên. Ôi.
Đó, 3 viên rồi. Nghĩ cố lên chị ơi. Gì vậy? Bỏ ra. Cái gì vậy? Ôi cái đèn thui. Ôi cái đèn thui à. Em sợ, sợ rồi mà gặp ông Hoàng này ông còn la ông sùm cơ. Ông anh nhìn anh hùng sợ nó, ông sợ nó. Năm viên rồi, năm viên rồi, ráng lên, ráng lên. Năm viên rồi, năm viên rồi. Còn 15 giây nữa, còn 15 giây nữa. Một viên cuối cùng nào, viên cuối cùng nào. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Vỗ tay, vỗ tay. Mà em rút trúng cái gì vậy? Rút đấy. Hay quá, thưa quý vị và mình thiện có thấy con rắn, có thấy con rắn trong không? Hốt cả hình nè. Và các bạn trong vòng 60 giây đã có được 7 viên ngọc đồng. Chúc mừng các bạn. Như vậy, hãy lấy kho báu về, đó chính là những nguyên liệu phụ bị thiếu. Nào, xin mời hai vợ chồng. Thôi thế mới nấu được chứ. Như vậy là nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đã sẵn sàng trên bàn tiệc của chúng ta. Bây giờ chỉ còn là công thức chế biến nữa mà thôi. Chúc cho hai bạn Thu Thủy và Mỹ Thiện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bây giờ xin mời cả hai đầu bếp vào bắt tay để nấu nướng. Còn riêng với Hoàng Rapper và Hoàng Anh sẽ bưng cái thùng okay. Xuống. Ok, đi lên đây ngồi luôn đi nè. Còn Tú Vi, em đánh tay làm gì? Bưng em bưng này hả? Để nghe lên. Đây là món ăn của Mỹ Thiện. Đây là món ăn của Thu Thủy. Xin mời Thiện và Thủy sẽ về với vị trí để chúng ta bày tỏ tình cảm của mình. Bây giờ sẽ là món mà có cái mùi hương thơm rất là nhạy mùi, rất là hấp dẫn của bạn Mỹ Thiện. Bạn đặt tên món ăn là gì ạ? Dạ, món đó là món lẩu cá diêu hồng. Hy vọng là sẽ hợp khẩu vị của Thu Thủy và anh đây. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức. À ăn trước nha. Thật sự thì em làm món này là cái món này là không dành cho những người bận đâu. Nó không phải là thức ăn vội. Thật sự nó là một cái món ăn mà mình phải nói là những cái ngày mà mình đi làm về mình rảnh, có một ngày nào rảnh trong tuần đó, thì mình mới quây quần với nhau và mình ngồi mình ăn cái món này. Ngon quá à. Ngon nhất phần nào nào? Cái phần nước á. Cái phần cái vị nó rất là nó chua chua, nó ngọt ngọt, nó thanh thanh, nó mặn mặn, nó cay cay nữa. Cá cũng mềm đấy em. Ừ. Cá ngon lắm. Mình có tới 4 chén. Em không ăn được. Ủa khi nấu này em có cái công thức gì riêng không? Em thì em sử dụng tắc thì nó sẽ thơm hơn. Với lại là em chăm, em bỏ thơm nhiều. Con luôn em. Tại vì đối với em là em thấy là những cái mùi nào mà nó thơm nhá, thì mình cho nó nhiều hơn một xíu. Tất cả những hương liệu, những mùi thơm của tất cả các hương liệu phụ và hương chính dậy mùi hết. Và bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem tên gọi của món ăn này của bạn Thanh Thảo là gì. Xin mời bạn. Món ăn này được mang tên là trứng hấp phù vân. Ý nghĩa của nó là giống như các anh chị là ngôi sao, có thể bên ngoài mình thấy là họ rất xa hoa phù phiếm, nhưng mà thực chất bên trong những cái nguyên liệu làm nên nó rất là bình thường, rất là giản dị. Tuy nhiên giản dị bình thường nhưng không tầm thường. Cái món này thì đầu tiên là mình phải dán cái lớp trứng rất là mỏng và để cái nhiệt độ rất là thấp để cho trứng nó chín vừa và không bị cháy cái bề mặt trứng. Sau đó thì mình lót trứng vào trong tô và cho cái phần nhân vào gói lại rồi mang đi hấp. Mình ăn mình có thể cảm nhận được cái vị ngọt ngọt của cà rốt nè, thơm, rồi cái dai dai sực 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 của nấm á. Ngon quá, mềm, đúng là hòa quyện thiệt á. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, hai phần quà rất là vô giá ngày hôm nay. Rồi bây giờ hai chồng hãy quyết định đi, món nào, món trứng lên đỉnh phù vân hay món lẩu cá điêu hồng? Đây là món em muốn ăn nữa. Rồi, còn Văn Anh. Ngay đi món này. Đấy, rồi giờ sao? Món bánh trứng. Rồi, hai bạn tự hội ý với nhau hoặc hoãn tù tì. Thì bây giờ hoãn tù tì hả? Hoãn tù tì hả? Rất nguy hiểm, rất căng thẳng. 3, 2, 1. Xin mời. Ủa, anh đang sao rồi? Người chiến thắng là Vàng Anh. Xin chúc mừng món trứng đỉnh phù vân. Và cũng chúc mừng cho món lẩu cá điêu hồng của bạn Mỹ Thiện nữa. Nào, hai bạn hãy đến đây để chia sẻ niềm vui cùng với các ngôi sao chúng tôi. Xin mời hai vợ chồng Thu Huy và Hoàng Anh sẽ trao tặng giải nhất trị giá 500 đồng dành cho người thắng cuộc, đó chính là Thu Thủy. Chúc mừng Thủy. Cảm ơn anh chị.
Và cảm xúc như thế nào khi mà mình về nhất? Hôm nay lần đầu tiên em đứng trên một cái sân khấu để biểu diễn khả năng nấu ăn của mình. Em cũng rất là hồi hộp. May mắn là cái khẩu vị của em đã chinh phục được thần tượng của em. Và em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn hai thần tượng của em. Cảm ơn bạn. Và rõ ràng là như là Thu Thủy hay Tú Vy đây, sau khi lập gia đình là càng ngày càng xinh đẹp hơn và giỏi giang hơn. Cũng mong là bạn Thiện sau này cũng sẽ trở thành một người phụ nữ đảm đang trong gia đình. Cảm ơn món ăn của bạn. Cảm xúc như thế nào khi mà chiến thắng lại thuộc về người may mắn hơn ạ? Em thấy là cái đó là tùy khẩu vị thôi. Mà em cũng thấy chị Vy vui là em cũng thấy được rồi. Trời, chị rất là thích món của em luôn á. Tại vì giống như là có người công nhận món mình là em cảm thấy là được rồi. Cảm ơn hai bạn rất nhiều và hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau vào chương trình này nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.